Rồi, xin chào cả nhà nha. Thì ngày hôm nay Nhân lại gặp cả nhà ở một video tiếp theo. Thì video này mình sẽ tìm hiểu những tình huống mô phỏng. Trong chương số 4, chương này nói về những tình huống giao thông trên đường đồi núi. Dạ. Thì chương này bắt đầu từ tình huống số 64. Và mình chỉ có 9 tình huống thôi. Nhưng mà chương này có một số tình huống rất khó canh. Cả nhà cùng xem hết video này để mình biết những điểm canh trong từng tình huống nha. Cả nhà mình cùng theo dõi. Tiếp theo là mình sẽ vào chương số 4, nói về những cái tình huống giao thông trên đường đồi núi nha. Bắt đầu của mình đó là tình huống số 64. Tình huống số 64 này là phía đường cong xuất hiện xe tải đi đối diện, làm xe khách phía trước giảm tốc độ và đột ngột, nha. Giảm tốc độ chắc chắn nó liên quan đến phanh. Nhà lưu ý, nhớ đèn phanh nè. Câu này chắc chắn phải liên quan đến đèn phanh, xe khách nè. Phát hiện xe phía trước thì phanh lại rồi. Đó, giảm phanh lại, đèn phanh sáng đỏ lên nhắn ngay vị trí phím cách liền. Tình huống này khá dễ nha. Nhà xem lại đây. Đây, đèn phanh nè. Đây là phát hiện cái xe phía trước đang đi ngược chiều tại đoạn đường cong nè, giảm tốc độ lại. Nhà và đi trên gục đồi núi thì phải chú ý những vấn đề những tình huống như thế này để giảm thiểu những cái tai nạn không đáng tiếc xảy ra nha. Mình xem hết tình huống này, xem điểm canh này mình đạt được bao nhiêu điểm nha. Hôm nay của mình cũng đạt được tham điểm tối đa đó là 5/5 nha. Tiếp theo đó là tình huống số 65. Tình huống 65 này nói về đường đèo dốc vào ban đêm, đoạn đường cong tại khúc cua thì xe khách lấn làn để vượt một chiếc xe tải. Thì ở nhà quan sát chú ý ở khúc cua phía trước nè. Thì về ban đêm chắc chắn mình sẽ dựa vào đèn xe, đèn xe thì qua đây nó sẽ có một cái biển cảnh báo nguy hiểm đoạn đường cong. Đây, đầu xe mình gần tới biển cảnh báo nguy hiểm là thấy ánh đèn của xe phía trước nó sáng nhò lên là cái giờ nhắn ngay vị trí phím cách đẹp. Dạ, đầu xe mình gần tới biển cảnh báo nguy hiểm đường cong. Dạ. Rồi, cả nhà mình cùng xem lại nè. Đây, điểm canh này nhá. Cái này nè, đó, đầu xe mình vừa chạm tới nè. Cái này lấy cái móc là biển cảnh báo nguy hiểm đi nha. Cái này vậy, canh đầu xe mình vừa chạm tới cái biển cảnh báo nguy hiểm đoạn đường cong. Đó, thì nhắn ngay vị trí phím cách. Có thể là mình đạt được điểm 4 đó, nhưng mà cực kỳ an toàn cho mình nha, tránh nhắn sớm được điểm 0. Mình xem hết cái tình huống này, coi thử điểm của mình là điểm 4 hay điểm 5 nha. Nếu chỉ là tinh mắt thì mình có thể dựa vào ánh đèn của xe tải đang đi ngược chiều xuống này. Đang đổ đèo xuống này, đổ dốc xuống này. Đó. Nha, xe lên dốc phải nhường đường cho xe sụt dốc. Nha, đây mình cũng đạt được thang điểm 5/5. Nha, đó. Tại đoạn đường cong này thì sao đây? Đó, xe tải đang bắt đầu đổ dốc xuống này nha. Thì bắt đầu là có chiếc xe khách đó, nãy mình nhìn thấy đó, đang đi và vượt ẩu trong lúc này. Thì cái này nhớ chú ý giúp em cái biển cảnh báo nguy hiểm. Đầu xe mình vừa tới biển cảnh báo nguy hiểm nhắn thì vị trí phím cách đó là cuối điểm 5 và đầu điểm 4. Nha, an toàn cho mình. Tình huống tiếp theo, tình huống 66. Tình huống này là đang đi phía sau xe tải chở vật liệu là không cần buộc cẩn thận. Tình huống số 66 nha. Rồi, nhà lý chở hàng rời là không cần buộc nè. Thì giờ đèn phanh xe tải phía trước đó sáng lên nhắn ngay vị trí phím cách liền nha. Đó, và khi nó phanh lên cái là những cái vật tư này rơi xuống đường nguy hiểm nha. Rồi mình xem tình huống này mình cũng đạt được thang điểm đó là 5/5. Nhà quay lại chỗ điểm canh nè. Đó, đèn phanh xe phía dưới. Tình huống này rất là dễ nha. Tiếp theo là tình huống số 67 là xe ô tô phía trước phanh gấp do có động vật hoang dã đứng ven đường có thể xuất hiện trên mặt đường nên xe phía trước nó phanh gấp giảm tốc độ. Đó, mình chú ý vào xe con phía trước thôi. Trên đây đã có tên tình huống của mình nè, chú ý vào. Dạ. Rồi, đèn phanh gấp thì chắc chắn có liên quan đèn phanh rồi. Sáng đỏ lên bóng nhạc đèn phanh, sáng đỏ lên nhắn ngay vị trí phím cách liền. Đó. Quay lại điểm canh nè, cái nhà nhìn thấy nè. Đèn phanh của xe con phía trước sáng đỏ lên nè. Có gia súc, động vật hoang dã xuất hiện bên đường đây. Dạ. Rồi, đi đồi núi là gặp những cảnh này rất là nhiều. Dạ, tình huống này cực kỳ nhiều. Và mình xem hết cái tình huống này với điểm canh vừa rồi, đèn phanh xe phía trước coi có chuẩn xác hay không nha cả nhà. Coi mình đợt thăng điểm tối đa là mình được bao nhiêu trong tình huống này. Rồi mình cũng đạt được thăng điểm tối đa đó là 5/5 nha.
Tình huống số 68 này là đường đồi núi sương mù, có đàn bò đứng sát ngay đường sau cái đoạn đường cong. À, thì khả năng là mình sẽ không nhìn thấy rõ vị trí con bò đang dừng đón đoạn đường cong nào, qua đoạn đường cong nè. Đó, nhìn thấy nè. Và có xe ngược chiều này ha. Rồi, nhắn vị trí phim cách. Ở nhà để ý trong tình huống này và điểm canh của mình nè. Mình sẽ sử dụng những cảnh quan xung quanh để mình làm điểm canh của mình trong cái tình huống này. Đó, đây. Cả nhà nhìn thấy là phía mờ mờ phía trước á, nó sẽ xuất hiện con bò bên đường. Nha. Thì tại đây cái này có thể là mình không nhìn thấy rõ được. Nha. Thì mình có thể dựa vào chiếc xe ngược chiều. Chiếc xe ngược chiều xuất hiện qua kính khỏi kính lái góc chữ A của mình là lọt vào cái kính bên cửa bên trái của mình. Nha, lọt vào kính cửa bên trái là nhắn ngay vị trí phím cách liền. Nha, cả nhà chú ý cái xe ngược chiều, xe màu cam ngược chiều. Nha. Rồi mình xem điểm canh này, mình đặt được bao nhiêu điểm này, đàn bò xuất hiện dần nó hiện ra. Cái tình huống này mình có thể chọn trễ một tí, xuất hiện gõ cái đàn bò ngay một tí thì mình được thêm điểm 3 thôi nha. Trong tình huống này, nhớ nha. Và mình cũng đặt thêm điểm đó là 5/5. Nhớ. Tình huống số 69 là xe con vào cua lắng làng nguy hiểm, va chạm với xe ngược chiều trên đường đồi núi. Nhớ. Nghĩa là xe ở xe phía làng ngược chiều lại nha. Đó, xe con là đoạn đường cong. Nhà lưu ý nè, đó qua biển đoạn đường cong đây. Đây. Phía trước có đoạn đường cong nữa và chiếc xe con xuất hiện. À đó. Các nhà có thể xem lại cái điểm canh trong tình huống này, xe con chạy hoàn toàn lắng sang làn đường ngược chiều, hoặc đoạn là đoạn này các đoạn nét liền luôn. Đó, nét liền là cấm vượt, cấm lắng làng. Nhà không được đều bạch rồi. Xe con này chạy lắng làng sang nhà cực kỳ nguy hiểm trong tình huống như thế này. Chọn đường cong khuất tầm nhìn nữa. Và trong tình huống này mình có thể chọn trễ hơn là mình dựa vào đèn phanh của xe tải vẫn được nha. À, nếu cả nhà mà dựa vào đèn phanh của xe tải thì mình được thêm 4, cuối điểm 4 nha. Còn không thì mình vừa thấy đầu xe và đã lắng làng, xe con lắng làng thì mình nhắn ngay vị trí khoảng cách đó là điểm 5 của mình nha. Tình huống tiếp theo là tình huống số 70 là xe khách lắng làng vượt xe container ngay tại khúc cua trên đường đồi núi. Khúc cua mà vượt nữa cực kỳ nguy hiểm rồi. À, đây là một tình huống diễn ra vào ban ngày. Hồi nãy đầu nó sẽ có một tình huống diễn ra vào ban đêm á. Đó. Thì vào ban ngày thì mình canh vào, mình vừa thấy đầu xe của chiếc xe container xuất hiện ở đoạn đường cong thì nhắn ngay chi tiết cắt đi. Đó, qua đoạn đường đang đi rất chậm này không? Nhìn thấy là đoạn đường cong đang xuất hiện phía trước nè. Đó, giờ xuất hiện cái đầu xe container là nhắn ngay chi tiết cắt đi. Cái biển cảnh báo nguy hiểm nè, cái cảnh báo đoạn đường cong nè, vừa qua nè, đỏ lú ra, đó, vừa lú ra là nhắn ngay vị trí phím cách này nha. Đây đầu xe container vừa lú ra nè, nhắn ngay vị trí phím cách liền nha. Rồi, tại thời điểm này là xuất hiện một xe khách nè, đang vượt nè, ẩu tại đoạn đường cong, cực kỳ nguy hiểm nha. Đó, rồi mình xem cái tình huống này, sẽ ra như thế mình đạt được tham điểm mình là bao nhiêu nha. Có đạt được tham điểm tối đa là 5/5 hay không? Yeah. Rồi mình cũng đạt được thang điểm tối đa của mình trong tình huống này, đó là 5/5. Tiếp theo đó là tình huống số 71. Tình huống này là nói là trên đường đồi núi, trời mưa, xe phía trước đột ngột dừng lại vì bị gặp sự cố hay sao đó. Nhà bị hỏng sự cố. Thì chắc chắn mình quan sát vào cái ông xe màu trắng, anh xe con màu trắng phía trước đó. Đó, qua đoạn đường cong này dừng lại chắc chắn đèn phanh nha, liệt đó phanh sáng lên dừng lại đi nha. Đó nha, đây tình huống xảy ra tình huống nguy hiểm trên đường. Rồi mình cùng xem là điểm canh nè. Đây điểm canh này đèn phanh sáng lên nè, đèn phanh sáng đỏ của xe con màu trắng nha, cái nhà chú ý nha. Rồi mình cùng xem hết video này, xem cái điểm canh mình vừa làm có đúng có chính xác mà đạt được thang điểm tối đa là 5/5 hay không nha. Tình huống này diễn ra trên đường đồi núi và lúc trời mưa nữa nha. Mình cũng đạt được thang điểm tối đa đó là 5/5. Tình huống tiếp theo là tình huống số 72. Thì tình huống này nói về xe tải lắng làng đường của bạn để vượt xe khác trên đường đồi núi ở thời tiết xấu, sương mù. Thì chắc chắn mình phải quan sát ở làng đường ngược chiều lại á. Nhà quan sát qua đoạn đường cong nè. Nhà dù qua đoạn đường cong thì chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống nguy hiểm. Đó, nhà để ý nè. À, vừa thấy đầu xe của xe ngược chiều xuất hiện là nhắn ngay vị trí phím cách liền. Dạ.
Rồi nhà để ý đây, mình muốn nè kéo lại nè, mình xem điểm canh nè. Đó, vừa thấy đầu xe xuất hiện nha, vừa thấy đầu xe chớm xuất hiện ra, để xuất hiện thẳng luôn thì đăng điểm 4 hoặc 3. Vừa thấy đầu xe xuất hiện lắng sang lại của mình, nhắn hiệu di phim cách liền đó. Nhà đấy nha, nhìn thật rõ trong cái tình huống này nha, bởi vì khi đọc lên cái tên tình huống, cái nhà phải biết xác định được tình huống nó diễn ra ở làn đường của mình hay là đường ngược chiều nha. Rồi thang điểm tối đa của mình cũng đạt được đó là 5 trên 5 nha. Tình huống tiếp theo đó là tình huống số 73, là xe con lắng làng à, để vượt xe tải trên đường đồi núi ngay tại đoạn đường cong à. Nhà để ý nha, tại đoạn đường cong là chắc chắn xuất hiện biển cảnh báo, tìm tại biển cảnh báo nè, qua biển cảnh báo đoạn đường cong nè nha. Đó, đoạn đường cong đây này, đoạn đường cong nè, à, vừa xuất hiện đầu xe con nhắn về vị trí phim cách liền. Cái tình huống này cũng khá nhanh và ở nhà đòi hỏi cần phải quan sát và nhớ cái tình huống rất kỹ nha. Đây, nhà đầu xe của mình gần tới biển cảnh báo nguy hiểm đoạn đường cong, và phía xa là đường ngược chiều sẽ xuất hiện một xe tải và đầu xe con đang xuất hiện ra nè, là nhắn ngay vị trí phím cách tại thời điểm này thì mới đạt được số điểm tối đa 5 trên 5. Còn không thì cả nhà mình dựa vào các biển cảnh báo đường cong đó, đầu xe cho chạm tới bạn cảnh báo đường cong thì thằng xe con bắt đầu xuất hiện thẳng rồi, thì thang điểm tối đa của mình chỉ là thang điểm 4 thôi nha. Đó, trong trường hợp đó cả nhà mình có thể lựa chọn thang điểm 4 để mình làm cho nó an toàn. Và tình huống số 73 này mình cũng kết thúc xong cái chương số 4, những tình huống giao thông trên đường đồi núi nha. Rồi chúc cả nhà mình xem hết cái video về cái những tình huống trên đường đồi núi và làm thật tốt những tình huống này. Những tình huống nào khó khăn thì mình có thể ưu tiên chọn trễ một tí để mình đạt được điểm 4 hoặc điểm 3, tránh trường hợp mình chọn sớm đạt điểm 0 nha. Cả nhà lưu ý, hẹn cả nhà ở video tiếp theo mình tìm hiểu những tình huống thuộc về chương 5 nha.